Các bạn nhé, mình xin hướng dẫn các bạn cách để Clam nhận được 9.500 đồng Wood Dogecoin. Một số thông tin về đồng Dogecoin: số tổng vốn phát hành 100 tỷ, đã có 3.550 tài khoản holder và đã phát sinh 3.776 lượt giao dịch nhé. Ok, thì bây giờ các bạn đầu tiên các bạn truy cập vào link website clam.net cho mình. Bước thứ hai, các bạn sẽ nên truy cập website được mình để phần dưới mô tả của video nhé. Sau khi đã vào website thì các bạn làm theo hai bước hướng dẫn trên website cho mình. Các bạn bước một là các bạn sao chắc con chắc, các bạn có thể bôi đen và copy hoặc sử dụng root copy coin chắc nhanh ở đây và quay sang ví MetaMask hoặc ví chốt address của các bạn nha. Các bạn thêm địa chỉ token nào vào ví cho mình, và đây mình đã thêm rồi. Bút đo coi đây. Rồi, sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví thì các bạn quay trở lại website clam.net và truy cập vào bước 2 để nhận token. Rồi, các bạn nhấp vào đây để có logo ví của các bạn nhé. Và sau đó chọn ví của các bạn. Nhấp tiếp theo, nhấp kết nối. Rồi, sau khi đã kết nối với ví thì các bạn vào đây làm theo cái hướng dẫn này nhé. Theo dõi Twitter chính thức và nhận 10.000 Wood Dogecoin miễn phí, thì các bạn nhập vào địa chỉ cái tài khoản Twitter của các bạn vào nhé. Đây, mình sẽ lấy địa chỉ Twitter mình và dán vào đây. Địa chỉ cái tài khoản của bạn thì là đầu tiên còn là có a còng và phía sau là các cái tự của ấy nhé. Thì các bạn vào cái tự phần tiếp theo vào cái phần tài khoản đấy để tìm thôi nhé. Rồi các bạn nhấp vào đây phần được giúp mình nhận đăng drop. Tài báo là hãy theo dõi tiếp tư của họ trước. Mình sẽ theo dõi Twitter của họ. Rồi mình follow. Rồi đã theo dõi Twitter của họ. Sau đó là quay trở lại đây, dán địa chỉ của bạn vào. Họ đặt bước đầu tiên các bạn nhấp vào đây để mở cái Twitter của họ và follow nhé. Rồi tiếp theo dán cái địa chỉ tài khoản của các bạn vào đây, Twitter của các bạn vào đây. Các bạn nhận token. Ví ra là 0.000157 BNB. Các bạn nhấp xác nhận cho mình nhé. Các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website clam.net nhé để cập nhật những dự án miễn phí phần thưởng token mới nhất được bên mình cập nhật lên web hàng ngày. Ngoài ra nếu các bạn chưa có tài khoản giao dịch sàn Binance Trade Metallo MXC OKX và nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác, các bạn có thể vào đây để đăng ký ủng hộ kênh nhé. Rồi các bạn lưu ý đối với cái cột bên cánh tay phải là AirDrop đặc biệt, những cái dự án miễn phí phần thưởng token sắp kết thúc, các bạn vào nhấp vào đây để kiểm tra lại xem mình đã tham gia chưa, và nếu chưa tham gia thì hãy tham gia luôn nhé. Rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách để làm nhận được 9.500 đồng token Wood Dogecoin. Thì các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nha. Video sẽ được kết thúc tại đây nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video.
Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.